Và kính thưa quý vị, bán đấu giá những lá thư tình viết bởi ca sĩ Mick Jagger đến từ London. Một bộ sưu tập của những lá thư tình viết bởi ca sĩ chính của ban nhạc Rolling Stones là Mick Jagger gửi đến ca sĩ Hoa Kỳ Marsha Hunt. Được tin là cảm hứng sau lưng của ca khúc ăn khách Brown Sugar của ban nhạc đã bán ra tại Sotheby's vào ngày thứ Tư với giá là 187.000 bảng Anh, tức 301.000 Mỹ Kim. 10 lá thư có đề ngày từ mùa hè của năm 1969 đã được mong đợi thu về từ 70 đến 100.000 bảng Anh. Hunt, người mà Jagger có đứa con đầu lòng của ông là Caris, nói với tờ báo Anh quốc Guardian vào tháng trước rằng bà phải bán ra những lá thư viết vào tháng 7 và tháng 8 của năm 1969 vì bà kẹt tiền trang trải chi phí sinh sống. Jagger đã viết những lá thư này cho Hunt trong thời gian quay cho bộ phim Nick Kelly của Tony Richardson tại Úc để lợi.